Sản phẩm là cái đầu tiên mình phải chỉnh, để mà nó là cái thứ mà mình không thể nào mình làm đi làm lại nhiều lần được. Cái đấy là cái mà mình vốn dĩ bị xác định trong kinh doanh là cái sản phẩm của em mà nó phải chuẩn. Cái bước đầu tiên là bước nghiên cứu để tạo sản phẩm. Còn cái việc mà đẩy cho mình lên nổi tiếng, thật ra chỉ cần tiền thôi, xong đấy, nói thật mình chỉ cần một ít tiền thôi là thành công ngay, mà tiền nó giải quyết được hết vấn đề. Đó là cuộc chơi của đầu tư, sau này nó sẽ là cuộc chơi đầu tư, ông sẵn sàng chi bao nhiêu tiền để ông nổi tiếng. Còn khi mà mình nổi tiếng rồi là lúc mà tiền nó về với mình, tiền nó sẽ quay về với mình bằng những cái sản phẩm mình có. Thế là cái đầu tiên mình tạo có sản phẩm đấy nhá. Đấy là về cái tư duy để em có thể đặt ra một bài toán cho mình, làm thế nào, làm sao để mà một bạn nhỏ có thể là khi mà bạn ấy không có bố mẹ, còn bố mẹ giao cho bạn cái bài tập đấy, bạn vẫn có thể ngồi đấy để bạn học. Và thực sự đấy, nếu mà theo như anh mong muốn ấy, vui thì thật ra nó cũng sẽ là một cái rất là khó, không phải nói một phát là mình làm được luôn. Đấy, nó cũng nói thật là không phải một phát là mình làm được luôn. Cái này ngoài phần kết hợp giữa chuyên môn thì mình cần phải có phong cách của mình có cái đấy. Thì cái đầu tiên là đặt ra câu hỏi là làm thế nào để một bạn nhỏ tự ngồi xem có thể học được cái chương trình đấy. Đó, bố mẹ chỉ có vai trò là kèm cặp hoặc có thể ngồi cạnh cùng con xem cùng con thôi. Đó, bởi vì thực sự mình, nếu mà mình hiểu được tâm lý của người bố mẹ, họ bận lắm chứ, họ mệt đúng không? Ví dụ như mình, nếu mà như mình có thể là mình chỉ phải làm ban ngày, mình không phải làm buổi tối, thì mình buổi tối mình còn thư giãn, mình đỡ mệt được. Nhưng có những người ta đi làm ban ngày, về tối người ta phải ôm việc về nhà. Có những người ta tối người ta phải làm thêm việc khác. Đó, thế điều gì giúp đỡ được người ta? Đó, người ta chẳng nhẽ người ta mua thêm một khóa học để về, xong người ta lại phải đau đầu, người ta tự dạy con nữa thì rất là mệt, đúng không? Khi mà mình cố gắng thiết kế một sản phẩm để bán cho người ta, nó phải giải quyết được một vấn đề trong cuộc sống, một vấn đề nào đấy. Thì cái vấn đề ở đây, trẻ nhẽ bây giờ người ta đã đóng tiền học của trường rồi, về người ta phải dạy lại con bài học của cô giáo, hình dung không? Thì nếu mà em giải quyết được cái vấn đề này, là người ta chỉ được ngồi xem con và một tuần 7 buổi tối, thì chỉ cần 3 buổi tối người ta ngồi cùng con, và 3 buổi tối còn lại con tự có thể xem được. Bố mẹ bật cái clip được cho con xem, bố mẹ có thể đi làm việc khác. Đấy thực sự là giá trị, cái đấy là cái giá trị thật. Thì tìm cái đấy, hoặc này nhé, hoặc là có thể ví dụ như là đối với bọn trẻ con, nếu mà thích xem hoạt hình, mình trong cái chương trình đào tạo của mình hoàn toàn là cô giáo cùng xem hoạt hình với con. Trong cái phim hoạt hình đấy có xuất hiện chữ A, có xuất hiện chữ O, chữ Ơ, thì mình dẫn con hiểu đúng không? Em hiểu. Khoảng độ 2-3 phút thì đấy thôi, những cái thế thì làm sao để mà chúng nó vừa thấy vui khi chúng nó thấy học, khi chúng nó học. Cái đấy là cái mà nên thiết kế, làm sao để mà khi mà con học, đứa trẻ con học thì em tiết kiệm được khoảng 10-15 phút xem hoạt hình của nó, đúng không? Tiết kiệm 10-15 phút chơi điện tử của nó. Đấy, cái đấy là cái mà người phụ huynh rất đau đầu. Tại vì sao người phụ huynh lại muốn con học nhiều? Tại vì thấy chúng nó chơi nhiều quá, nó chả học được. Đó. Thế nhưng mà nếu bây giờ về nhà, nó nhìn mặt cô giáo cả ngày rồi, nó lại tự cô giáo lại giã cho nó khoảng 45 phút học nữa thì chắc nó ngất mất. Cái đấy là điều rất tội của trẻ con. Anh thấy một điều là rất tội của trẻ con mới học nhiều quá. Thế nên là có thể thực tế nếu mà như đúng ra mà nếu mà theo quan điểm của anh, cơ bản về cô chơi với con là đã vui. Chẳng cần con rồi. Chỉ cần không đôi khi bố mẹ chỉ cần con không có tránh xa được mấy cái trò. Đấy, thì cái đấy là cái mà mình thực sự cần suy nghĩ. Cái đấy là cái thực sự cần suy nghĩ nhất. Đó, đôi khi là đừng tập trung vào những cái chuyên môn của mình nữa. Đừng tập trung vào cái đấy nữa. Cái đấy em thấy là trên trường, trên lớp
Để sẽ kết hợp vào những cái dạy khác nữa cho con biết thêm. Ở cái chương trình đào tạo này khi người ta mua về người ta cần một thứ khác, người ta sẽ cần một thứ khác. Alo. Có cái gì anh? Cái gì nhỉ? Là sao đấy? Cái tầng 4 thì anh. Anh cứ bảo người ta đến với nhà em, có người dưới tầng 1 họ gõ cửa của em nhé. Em đang tiếp khách. Anh bảo gõ cửa, anh bảo gõ cửa bấm chuông của em này. Vâng, nghe chưa thì. Uống nước đi, ấm tay nghe. Ở đây. Uống nước đi. Chưa được nghe Dương nói chuyện nhẹ nhàng bao giờ. Người ta bảo rồi, chị em phụ nữ người ta phải tiếp theo một cách khác. Em xuống mở cửa với người ta lên xuống nốt cửa tầng 4 này ngay. Alo. Em xuống em mở cửa giúp anh cho người ta lên, người ta sơn nốt cái tầng 4 ngay. Đấy, đến cái đoạn là tư duy của mình khi làm sản phẩm nhé. Là em hiểu là bây giờ mình bán cho bố mẹ thì mình giải quyết được cái vấn đề là họ đối với con, đấy là chương trình dạy con, chương trình học cùng con. Thế còn chương trình dạy bố mẹ thì anh nói thật là chưa chắc bố mẹ đã học đâu. Thế là nói nghiêm túc, chưa chắc bố mẹ đã học đâu, bởi vì như anh bán khóa học e-learning này này, khóa học của anh bán khoảng 4-5 triệu, có những cái mà anh bán xong nửa tháng sau mới nhắn tin hỏi làm nào vào khóa học đấy, mức như thế. Thế nên là cái tư duy khi mà mình bán sản phẩm với bố mẹ cái đấy thì để sau đấy, mình cứ bán thì mình kiếm tiền thôi. Đấy là câu chuyện anh mình nói chuyện với nhau là như thế. Còn bán sản phẩm cho con để bố mẹ học cùng con ấy, nó phải giải quyết được một vấn đề của người bố người mẹ. Còn vốn dĩ cái vấn đề của người con nó là chuyên môn của mình giải quyết được cái đấy rồi. Thế nhưng mình giải quyết được thêm vấn đề nào của bố mẹ nữa, bởi vì bố mẹ là người chi tiền mà. Cái chuyên môn của mình em nhìn nó chỉ mất khoảng 30 giây là xong cái chuyên môn của mình. Thế vậy đặt ra câu hỏi là làm thế nào mình giúp được người phụ huynh, đúng không? Vì nếu mà bây giờ đã mất tiền thuê cô giáo rồi, xong bố mẹ lại phải mua khóa học về, bố mẹ lại phải dạy lại con nữa, đúng không? Ngồi cạnh. Thế nhưng mà nhiều khi mà họ không thể ngồi cạnh được thì sao? Đúng không? Làm thế nào để mà họ có thể cho cái bạn trẻ đấy, bạn có thể tự học được, hoặc là 7 ngày chỉ ngồi cạnh bạn 3 ngày thôi. Đấy là một vài cái anh ví dụ như thế. Thì có thể nghiên cứu xem là cái nỗi đau của những người đấy là gì. Nếu họ đau đớn ở đâu thì mình xem mình giúp được họ. Một người làm đào tạo nó giống như một viên thuốc. Giống như một viên thuốc. Người ta đau người ta mới mua của mình. Em xem người ta đau ở đâu thì mình đóng vai trò làm như thế. Cứ đau ở một chỗ là người ta không có thời gian ngồi với con, thì mình phải bắt người ta ngồi với con, thì mình không phải viên thuốc đâu, đúng không? Đó. Và cái viên thuốc này nó sẽ nằm ở trong phần khoa học của chính người, nó gọi là xoa dịu đứng nỗi đau. Thế còn khi mà cái phần em tư vấn cho họ thì em chỉ cho họ cái tác dụng của viên thuốc. Mình sẽ giải quyết được cái nỗi đau gì của người ta, chữa được cái gì cho người ta. Đấy, khi mà em bán hàng cho họ, em sẽ cho họ thấy là khi mà uống viên thuốc này vào bạn sẽ được cái gì, đúng không? Bạn sẽ được cái gì? Bạn sẽ được một cái là bạn sẽ bớt được cái thời gian phải ngồi gần con đó, và khi các bạn ngồi gần con bạn cũng sẽ thấy vui hơn, đúng không? Nó sẽ không phải là các anh các chị không phải là ngồi gần con để phải dạy lại những bài học của cô giáo nữa. Các anh chị ngồi gần con là có thể cùng xem cái gì đấy với con, hoặc là có thể cái chương trình học của em có thể phát lên TV cả nhà xem cùng nhau, đúng không? Cái đấy là điều người ta nhận được. Thì cái này là cái em đưa ra để bán hàng. Còn cái mà khi người ta xem thì nó là cái việc mà mình chữa được nỗi đau hàng người ta đấy, nó là như thế.
đấy là cái đầu tiên là tư duy làm sản phẩm. Cái thứ hai là cái cấu trúc sản phẩm. Cái cấu trúc sản phẩm bây giờ như thế nào, em định bán cái sản phẩm với bao tiền? Em nghĩ em bán với giá mức phù hợp với tất cả phụ huynh là bao nhiêu? 1 triệu. Dưới 1 triệu, từ 600 đến 800 nghìn. Thế tại sao em lại nghĩ khoảng đấy là phù hợp với tất cả các phụ huynh? Phù hợp em nghĩ là với cái video như thế, số lượng video như vậy là tại khoảng sao lại nghĩ khoảng đấy là phù hợp với tất cả phụ huynh mà em không nghĩ nó là 6 triệu đến 8 triệu mà nó phải là 600 đến 800 nghìn? Thì em thông thường cái lượng phụ huynh của em ấy, em thấy họ cũng có nhiều người tỉnh xa nữa. Em cũng có bán những cái sản phẩm như là sách bút và các thứ ấy. Thì em thấy cũng nhiều khi là cũng những cái sản phẩm giá cao hơn một chút. Thì em thấy là họ không chi trả nhiều. Điều gì khiến họ không chi trả? Là họ không tin em, không tin vào sản phẩm, hay là do họ không có tiền? Em thấy là về kinh tế cũng nhiều. Có chắc chắn là không có tiền không? Biết. Việc nuôi con là việc cả đời. Đầu tư cho một đứa trẻ con đó là việc cả đời. Mà nếu mà đầu tư đúng ngay từ cái ngày đầu tiên mà cho con đi học là họ sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền trong tương lai. Em thực ra em chưa có một cái tư duy về cái việc sản phẩm giá cao hơn gì nhé. Đấy nhé, cái việc định giá bao nhiêu ấy thì cái đấy là việc của em. Tại vì em bán làm sao em có lời để bán, vì sau này em phải bỏ tiền túi của em để làm truyền thông. Em phải bỏ tiền túi của em để làm việc khác. Thế ví dụ như bây giờ em thử, nếu mà trong suy nghĩ của em bán một khóa học TikTok như anh, em là anh, bán một khóa học TikTok thì bán bao nhiêu tiền? Em thực ra em cũng không rõ lắm về TikTok, em không có cái TikTok. Ví dụ một khóa học TikTok của anh ấy, là anh giúp người ta là bán được, anh bán được một người thôi. Mà ý em là bao nhiêu buổi và anh giải quyết vấn đề gì của họ? Anh làm e-learning hết và... E-learning là những cái bài giảng điện tử mà kiểu có slide các thứ kèm vào mà mình em nói. Đúng rồi, anh ngồi anh nói họ làm theo. Thì anh có một bộ video cũng giống như video của em. Anh giải quyết được vấn đề là người ta, sau khi người ta học xong, người ta sẽ biết cách bán hàng trên TikTok. Biết cái kiếm được tiền ở trên tấm. Thì nếu là em sẽ bán bao nhiêu tiền? Bán có nhiều buổi không anh? Anh có khoảng độ, nếu anh nhớ không nhầm, có khoảng 40 tí. 40 cơ? 10 triệu. 10 triệu, Nếu mà anh bán được 10 triệu đúng không? Anh hướng dẫn em cách bán được hàng ở trên tấm. Em sẽ bán được khóa học vậy của em ở trên tấm. Thì em có mua người ta 10 triệu? Mua chứ. Mua chứ. Thế nếu bây giờ anh bảo là anh sẽ giúp em kiếm được 20 triệu mỗi tháng nhờ việc bán khóa học trên TikTok, thì anh có trả cho anh khoảng 20 triệu để anh dạy em điều đấy không? Có chứ. Thế nếu bây giờ anh bảo anh giúp em bán được 150 triệu một tháng ở trên TikTok, thì anh có trả cho anh 150 triệu? Còn anh chưa có tiền. Anh cho em trả sau. Bây giờ có hai cửa học trả góp nhỉ? Thế em bảo phụ huynh như thế nhá. Anh cho em trả trước. Các con cứ học đi xong rồi các đứa cứ mẹ để con học đi rồi trả góp con của anh sao nhá. Số tài khoản đấy đây. Em có trả không? Em có chi vào đấy không? Em nghĩ là phải tùy vào cái... Tức là em thì em sẽ chưa mạo hiểm ngay như thế. Thế em phải tùy vào xem cái mà mình làm được ấy, nó là như thế nào. Thế nếu mà anh có thể khẳng định với em, anh sẽ giúp em kiếm được khoản tiền đấy. Nếu anh không giúp được, anh trả lại cho em khoản tiền em đưa cho anh. Em có chơi không? Để xem xét suy nghĩ. Có thể xem xét suy nghĩ à? Một bài an toàn như thế có thể xem xét suy nghĩ. Đấy là đặc tính, đấy là cách suy nghĩ của những người phụ huynh, họ cũng thế. Thế nên để có thể vượt qua cái rào cản đấy, mình cần phải có cách. Ví dụ như anh cũng bán những sản phẩm giá cao. Một cái chương trình đào tạo của anh về TikTok miễn phí, nó cũng có nội dung như thế. Một chương trình đào tạo TikTok của anh có phí 10 triệu vẫn nội dung như thế. Một chương trình đào tạo TikTok có phí 150 triệu vẫn nội dung như thế. Giống hết nhau, không khác một tí nào. Từ cái lúc anh chia sẻ miễn phí trên mạng xã hội đến cái lúc anh thu người ta hơn 100 triệu, nội dung vẫn y hệt nhau. Thế làm sao mình bán được sản phẩm giá cao? Muốn bán được sản phẩm giá cao thì em phải thiết lập cho mình những sản phẩm giá thấp. Nó giống như cái câu lúc đầu mà đấy, em định cho giá trị đi ấy. Em định cho giá trị thì em phải cho giá trị thật nhiều đấy. Ví dụ như các bạn, anh có một vài bạn nhân viên gì đấy, anh đều dạy các bạn đấy là đối với những người
mà đến đây không có mục đích rõ ràng, đến đây họ chỉ hỏi linh tinh, mời họ lên với Facebook, mời họ lên YouTube xem, gần như là trên hai kênh này nội dung nó tương đương với khoa học hơn 100 triệu quả, có đầy đủ chắc chắn, không có lỗi lỗi gì. Anh làm hết tất cả những từ đấy, anh đăng lên để cho người ta xem. Và khi người ta mua, mình làm như đấy, gần như người ta đã hiểu được là mình cái gọi là cái lượng giá trị mình cho đi nó lớn đến cỡ nào, cái chất lượng nó lớn đến cỡ nào, người ta hiểu điều đấy. Và anh nói luôn với em, khi người ta mua một chương trình đào tạo, người ta không hẳn là người ta mua kiến thức, người ta mua cái sự phục vụ của mình, người ta mua cái cách giải quyết vấn đề của mình. Cái chương trình đào tạo của em không phải là người duy nhất làm được việc đấy. Người ta sẵn sàng thuê một bạn gia sư, sẵn sàng thuê một người về kèm con. Thật ra kèm một trẻ con nếu mà hai mà khéo chắc thì khoảng 100.000 buộc. Với một cô giáo thì 300.000. Cô giáo thì 300.000, nếu mà người ta chỉ cần người chăm con thôi. Đúng không? Người ta sẽ 150. Người ta chỉ cần chăm con thôi, đúng không? Người ta chỉ cần chăm con vì vấn đề của người ta là không có thời gian với con. Còn vấn đề con làm rốt không giỏi là do cô giáo gì. Đúng không? Cô giáo dạy kém thì con mình không rốt gì. Đúng không? Còn vấn đề của người ta, em hiểu rõ điều đấy. Đây là nhiều khi cái mình bán đấy, nếu em muốn bán được sản phẩm của em giá cao lên, em bán vài trăm nghìn đấy, em bán vài trăm nghìn thì sau này không có tiền để đầu tư cho bản thân em. Em muốn cho người ta nhiều giá trị hơn thì bản thân em phải có điều kiện để mới cho được. Em không có điều kiện, em không cho ai được cả. Bản thân em chưa lo chưa xong làm sao em cho người ta được, đúng không? Thân cô chưa lo xong cô đi lo cho người khác. Bản thân mình phải có điều kiện thì mình mới làm nhiều điều như thế. Như anh thế thôi, anh cũng phải có điều kiện thì anh mới đầu tư tất cả những thiết bị như này. Cái clip như này cũng là cái mà sau anh up lên anh cho người ta miễn phí. Ông nào làm nghề đào tạo chỉ cần nhìn cái clip này xong, tôi đã giải quyết xong vấn đề của ông. Thế anh thu tiền bằng cái gì? Anh thu tiền bằng những thu tiền bằng sự phục vụ thôi. Người ta sẽ nhìn thấy cái công thức để làm. Thế nhưng mà người ta có vấn đề khác, em người ta sẽ đến đây, người ta trả tiền cho anh nhiều lần. Vấn đề nó có vô vàn, nhà nào mỗi nhà một vấn đề khác nhau đó, mình đúng không? Thì bây giờ em thiết kế những sản phẩm nhé. Đầu tiên em sẽ phải có một sản phẩm, nó gọi là sản phẩm mồi. Sản phẩm mồi là sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Gần như em sẽ phải làm rất nhiều và thời gian của em tập trung chính vào cái này. Em tạo ra những chương trình miễn phí, có thể là những chương trình miễn phí dành cho bố mẹ, dành cho phụ huynh, cái khóa học dành cho bố mẹ của em, tạo những chương trình miễn phí, tâm sự với họ, hỏi vấn đề của họ và cho họ biết được là mình có khả năng giải quyết vấn đề đấy của họ. Đó, và mình sẽ giải quyết mẫu một vài cái vấn đề đó, nó sẽ luôn luôn có những công thức của vấn đề chung của tất cả bố mẹ. Làm thế nào bố mẹ thân được hơn với con, đúng không? Cái đầu tiên là họ phải làm thân với con này. Quan trọng nhất là khi bố mẹ và thân với con là họ lại phúc rất nhiều, là không cần con của họ phải thích thiên tài. Chỉ có ai con mình cứ để ra là thiên tài đâu. Nhưng bây giờ có vấn đề rất lớn của trẻ con xa lánh bố mẹ. Tư duy của người lớn, tư duy trẻ con khác nhau, không khớp nhau một tí nào. Thế nên là mình có những chương trình như thế, có những cái bài chia sẻ như thế. Ví dụ như anh gần như chương trình anh chia sẻ tất tần tật về TikTok ở trên mạng xã hội, không giấu bất cứ một thứ gì cả. Và anh chia sẻ được kiểu giải quyết được vấn đề, không nói lý thuyết suông. Đó, thì cái đấy mình tạo ra những cái sản phẩm như thế. Ví dụ như em hỏi một chút là cái sản phẩm đấy mình cần phải kết hợp làm với cả bố mẹ. Ví dụ như là nó là một cái buổi Zoom để mình trao đổi bố mẹ, để bố mẹ nói là vấn đề và mình sẽ giải quyết. Ví dụ như anh em bây giờ có thể là như thế, hoặc có thể là những buổi live stream của em. Đúng rồi. Giới thiệu cho người ta một sản phẩm, người ta sẽ có một tư duy, à tôi phải mất tiền, tôi phải mất tiền. Và mua hàng bây giờ trong cái thời buổi này phần lớn là mua hàng bằng cảm xúc. Nếu mua hàng bằng lý tính, em không phải cô giáo lớp 1 hàng đầu, em không phải người giỏi nhất, có số người giỏi hơn em nhiều lắm,
nó nhiều hơn rất nhiều. Thế nên mình phải bán hàng bằng cảm xúc. Bán hàng bằng cảm xúc là gì? Em cho người ta thấy là em có khả năng giải quyết được vấn đề của người ta bằng những cái sản phẩm mồi câu như này. Và khi đó, khi mà họ cảm nhận được điều đấy, họ sẽ tự hỏi anh em. Như bản thân anh em tôi thấy, nếu mà như anh Hải biết gần như không bao giờ giới thiệu khóa học của anh. Anh rất ít giới thiệu khóa học. Không quảng cáo. Anh rất ít giới thiệu khóa học. Anh chỉ có mời họ vào nghe một chương trình miễn phí thôi. Anh gần như anh làm trước, anh làm tất cả những cái đấy để đưa người ta vào nghe chương trình miễn phí của anh. Và có nhiều người thậm chí họ nghe chương trình miễn phí xong họ bảo là chương trình miễn phí này đắt hơn của họ của bên ngoài. Vì có những người lúc anh bảo có rất nhiều thầy đã tiếp cận và phần lớn đội đấy đều dạy những thứ mà trên báo nó biết hết, trên YouTube nó có hết, bọn đấy em nó dạy được tính tiền. Còn đối với anh, tất cả những thứ nào mà giá trị, nó là những thứ mà nó không đáng để người ta bỏ ra vài triệu đi học. Anh cho hết. Về cơ bản là anh sẽ là người đóng vai trò một viên thuốc thế thôi. Bởi vì mỗi người sẽ có một nỗi đau khác nhau. Không, đến đây tôi dùng tại cái nhưng mà cái sự khác nhau của anh dựa đến cái khóa học cũng là 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu hả? Vậy thế là cái mức độ giải quyết vấn đề của anh với họ là đúng không? Ví dụ như là 10 triệu thì vẫn là cái lượng kiến thức đó mà anh sẽ giải quyết cái vấn đề của họ ở xem video. À, 10 triệu đó. Là ông xem video. Chỉ xem video thôi. Ông xem video vẫn từng đấy thứ. Nó sẽ giống hệt nhau một sự nghiệp đào tạo của anh. Nó không khác nhau một tí nào cả. 10 triệu ông lên ngồi xem video. Cái phần ví dụ như là cái phần miễn phí và cái phần xem video đấy 10 triệu thì sao? Nó khác nhau cái gì ạ? Phần miễn phí thì họ không có tiền thì họ cứ đi tìm khó mà mò xem miễn phí thôi. Ý em là cái nội dung đấy, cái nội dung đấy. Ở phần miễn phí ấy là mình chia sẻ gần như là mình sẽ không có cấu trúc cụ thể. Mình sẽ tách từng cái module ra để mình chia sẻ. Còn ở trong một cái khóa học ấy, là mình sẽ cấu trúc nó vào bài 1, bài 2 như thế nào, bài 3, bài 4 nó như thế nào, từng cái bước để ông có thể thành công. Đó. Miễn phí ở đây là vẫn chia sẻ giá trị nhưng mà chỉ có điều là lấy ở đây được một chút và mình đúng không? Hoặc là một buổi bài chắc là chia sẻ sẽ khoảng 4-3 bài để đúng không? Hoặc đây, đây cũng chính là một khóa học, đây chính là một khóa học. Thế nhưng khóa học này vấn đề của em sẽ khác với vấn đề của người khác. Người ta đang nghe theo kiểu tư duy anh đang giải quyết vấn đề của em. Và người ta cần tư duy giải quyết vấn đề của người ta là phải mua khóa học. Đó. Và cái khóa học 10 triệu thì nó có một cái là người ta sẽ xem video. Tất nhiên là xem video không chưa đủ. Anh có các bạn support. Các bạn sẽ đồng hành với người ta. Đến khi nào người ta đạt được một cái mức thu nhập như mong muốn. Ví dụ như anh đang để là anh sẽ đồng hành người ta đến khi nào người ta đạt được thu nhập là 100 triệu thì tính tốc. Đạt được doanh thu 100 triệu tính tốc. Thì thôi. Sẽ support đến lúc đấy. Còn khi nào ra được đấy là do cái động lực người ta có làm hay không. Cái module mình thiết kế đã đầy đủ như thế rồi, có từng bước như thế rồi, ông phải làm theo module đấy. Và vấn đề ông đạt được đến 100 triệu nó chỉ là vấn đề thời gian nhanh hay chóng. Nhanh hay chóng là phụ thuộc vào người làm, là thuộc vào người làm. Ông có thể trả tôi 10 triệu và tôi trả cho ông 100 triệu được. Cái sự thành công nó nằm ở ông. Mình đúng không? Còn ở chương trình cao hơn thì sao? Ví dụ chương trình 100 triệu thì sao? Anh sẽ là người tham gia trực tiếp. Anh sẽ ngồi anh giải quyết vấn đề của người ta. Tất cả chương trình học nó vẫn như thế. Thế nhưng anh đã chia sẻ gần như hết tất cả miễn phí rồi. Và đôi khi người ta trả một khoản tiền lớn đấy. Người ta ngồi nói chuyện như này. Ví dụ để mà có một buổi như này thì như ở đây là em là miễn phí đúng không? Thế nhưng đối với những người khác thì họ trả một khoản phí rất lớn. Bởi vì sao? Anh đang giải quyết vấn đề một cách rất cụ thể và chỉ luôn cho em một phương án để đi. Tức là gần như sau khi ông nói chuyện với tôi ấy, là ông sẽ ra được một cái đường đi luôn. Ông chỉ được bê về nhà ông chắc. Ông phát là ông chạy đến đích luôn. Đó, vấn đề ông hành động đến đâu. Đó, thì đấy là cái việc chương trình giá cao đấy thế. Và ngoài ra, đúng không? Ngoài ra cái chương trình giá cao ấy, nó sẽ có sự đồng hành. Nó có sự cam kết cao hơn. Thế thôi, ví dụ như là những chương trình giá thấp là các bạn nhân viên của tôi, các bạn support sẽ đồng hành với ông. Ở đây tôi sẽ có người đồng hành với ông. Là ví dụ như nửa đêm ông bảo là ông đang có vấn đề này, ông gọi điện cho tôi vẫn tiếp ông. Thế là mình chuyển về là người ta làm với mình không chỉ về kiến thức mà là vì cái mức độ phục vụ, cái mức độ giải quyết vấn đề. Cái đấy là cái quan trọng nhất trong nghề đào tạo. Kiến thức của anh có rất nhiều trên mạng. Kiến thức của anh có rất nhiều trên mạng, anh không phải số 1. Anh trả lời anh nhận anh là số 1. Và thậm chí anh luôn nhận anh là số thấp. Nhưng mà đơn giản một điều người ta vẫn trả nhiều tiền là vì cái thái độ phục vụ của mình, cái tư duy phục vụ của mình.
mình giúp người ta một điều gì đấy, giải quyết được vấn đề đấy. Và có nhiều khi người ta không thích làm việc với những người giỏi, không thích làm việc với người số 1, tại vì những người số 1 rất bận, không làm việc rất chảy. Thế nên là tư duy của mình khi đi bán hàng, mình phải giải quyết được vấn đề người khác. Mình là bên thuốc thì em cấu trúc cho anh, em về nhà em làm cho anh. Đầu tiên là làm lại cái chương trình đào tạo của em, chương trình mà em bảo 600-800 nghìn. Cái thứ hai là em tập trung em làm cái một loạt những cái series em chia sẻ miễn phí ở trên đấy, và sau này em sẽ quảng cáo, em sẽ khi mà em nổi tiếng lên là gần như để phục vụ việc là cho người ta vào xem cái chương trình miễn phí đấy. Cho người xem chương trình miễn phí đấy để làm gì? Để người ta có nhu cầu chương trình cao hơn, thì lúc đấy em sẽ không phải là người cần phải tư vấn nữa. Họ sẽ có cảm giác là tôi được mua một cái người như thế này, thế là định vị cái chất lượng của mình ở trong lòng người ta rồi. Tôi được mua một quả, chứ không phải là người ta sale cho tôi mua. Không phải đây là điều bắt buộc của nhà trường. Đó, cái quá trình cái này thì anh cũng đi học nhiều, anh thấm nhuần. Cái khoản thu nhập của em nó sẽ tăng lên khi ba cái điều này tăng. Cái đầu tiên là cái giá trị em được trao cho cộng đồng nó tăng lên. Thời gian em làm cái việc đấy, cái số lượng thời gian mà em đầu tư cho việc trao giá trị đấy, cái quy mô em có thể trao đi. Cái giá trị đầu tiên là em cho người ta rất nhiều. Cái thứ hai là thời gian, tức là em dành rất nhiều tâm huyết. Em dành khoảng vài tiếng một ngày làm điều đấy. Mỗi một ngày em đều dành khoảng 30 tiếng. Quy mô đấy em không chỉ đăng lên Facebook cái lên của em làm rất nhiều hành động, em làm rất nhiều kênh. Em tiếp xúc rất nhiều người để giúp họ hiểu được. Khi mà em làm tăng cái số lượng này lên thì ngay lập tức thu nhập của em sẽ tăng lên. Tại vì càng có nhiều người tham gia chương trình miễn phí thì sẽ càng có nhiều người có nhu cầu. Được học. Đúng không? Sẽ càng có nhiều người có nhu cầu, tại vì chương trình miễn phí đấy nó chương trình dành cho số đông. Tôi giải quyết vấn đề của số đông và ông là số ít. Ông muốn giải quyết vấn đề của số ít, ông muốn có thời gian của tôi. Ông đều hiểu quỹ thời gian của tôi và ông bằng nhau. Tôi chỉ có 24 tiếng một ngày, ông chỉ có 24 tiếng một ngày. Trở thành những người coaching luôn. Đúng không? Thế chương trình của tôi thì sao? Bây giờ nếu tôi không gặp ông, tôi gặp một người khác, tôi có nhiều tiền. Thế lý do gì tôi gặp ông? Ông phải trả tiền cho tôi. Đó, ví dụ như anh có rất nhiều bạn, các bạn rất thẳng thắn, các bạn nói em thật ra em cũng muốn hỏi anh nhưng mà em không hỏi miễn phí được. Anh xem có chương trình nào anh bảo em, hoặc là anh nếu mà anh có một gói tư vấn nào đấy anh bảo em. Tại vì thật ra nếu em mời anh đi cà phê thì nó cũng chả ra nào, bởi vì cà phê anh có thiếu đâu. Em mời anh đi ăn trưa anh cũng có đói đâu. Đúng không? Cái việc mời cà phê hay là mời đi ăn trưa ấy, nó là một điều nó rất là lãng xẹt, rất là tốn thời gian của nhau. Tôi đâu thiếu cà phê đâu mình mời. Đúng không? Tôi đâu có đói ăn đâu ông mình mời tôi ăn trưa. Đúng không? Đó, mà tôi đi ăn trưa với ông tôi mất mẹ 2 tiếng. Ông cần gì ông nói mẹ em cho nó nhanh. Đó, thì cái đấy là khi mà em đã cho đi đủ nhiều rồi thì đến lúc em bán hàng rất là tự tin. Đấy là cái bậc thứ hai, bậc thứ ba nó sẽ chương trình cao hơn của tôi, cái đấy anh nghĩ là để được từ. Thì em có chút cái đấy. Hôm nay về em sẽ suy nghĩ lại, nghiên cứu lại bộ sản phẩm của mình. Đầu tiên là sản phẩm. Trước mắt là có 2 tầng như thế. Ví dụ như của anh thì anh đang có 3 tầng. Anh đang có 3 tầng. Tầng thứ nhất là chia sẻ miễn phí. Anh làm rất nhiều, thậm chí bây giờ anh đang đi học anh tàu là để chạy quảng cáo những chương trình như thế. Anh chạy quảng cáo để người ta vào nghe và đồng miễn phí lên ngoài. Anh chỉ chạy, anh bỏ tiền của anh để người ta vào nghe miễn phí. Đó. Rồi sau anh có tầng 2 vào e-learning. E-learning thì 6-8 triệu. Thì người ta học xong thì sẽ có nhân viên của anh đồng hành. Cái khóa học cao hơn thì nó sẽ là một cái gói kiểu là gói gần 20 triệu. Là cũng sẽ là nhân viên đồng hành, đó là group coaching. Ví dụ là khóa học e-learning này là các ông mua về, các ông coi là do it yourself, tôi dạy không tự đi mà làm. Còn group coaching ở đây tức là sẽ có một nhóm khoảng 10-15 người thì nó sẽ cộng thêm một cái value. Đấy là thay vì các ông bị tự mua, tự học, tự mày mò thì tôi sẽ có một bạn nhân viên, các bạn sẽ support các ông, các bạn sẽ nhắc ông học. Ví dụ sáng sớm cứ lên 8 giờ sáng và cứ lên 8 giờ tối. Anh ơi, anh xem cho em cái bài học này. Kiểu PT riêng. Ngày hôm nay anh xem cho em cái bài học này, ngày mai anh xem cho em bài học này. Nhắc nhở mình vào theo một cái lộ trình rồi. Và người ta sẽ có động lực hơn. Thì cái chương trình này nó sẽ là chương trình khoảng 18-20 triệu. Và người ta vẫn học theo chương trình e-learning đấy thôi. Nhưng mà có người nhắc, có người đồng hành, có người giải quyết vấn đề real time. Đó. Tiếp theo,
cái tầng thứ tư nó sẽ là tầng cao hơn là những chương trình mà anh trực tiếp đào tạo như thế này, mỗi lần nói chuyện với nhau thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 50 triệu đến 100 triệu, tùy vào người và tùy vào vấn đề của mọi người. Mọi người muốn tôi dành nhiều thời gian không? Mọi người muốn tôi tham gia sâu vào hoạt động của các bạn không? Các bạn quyết định cái đấy là do các bạn quyết định. Tại vì về cơ bản nó là việc là các bạn mua thời gian của tôi. Vì tôi cũng không thể nào phân thân ra được, vì hiện tại tôi tiếp từng ngày đủ người rồi. Các bạn muốn tôi loại bỏ một người khác hoặc để người khác ra đằng sau thì bạn phải trả nhiều tiền hơn để tôi trả người ta. Ví dụ một tháng này chỉ tiếp được 10 người thôi. Có người thứ 11 đến mà họ lại muốn giải quyết vấn đề ngay. Thì thôi, anh chịu khó một tí, vì tôi chẳng biết làm nào cả, vì tôi nhận người ta rồi. Vì anh muốn đẩy người ta về sau thì anh phải trả nhiều tiền hơn người ta thôi. Đấy là một ví dụ. Còn tất nhiên cách làm của anh thì nó không phải như thế. Thì em hiểu là khi mà mình cấu trúc một chương trình giá cao ấy, thì nó sẽ là cấu trúc theo khách hàng. Cái đấy là mình sẽ phải tham gia sâu vào cái đấy là cái lúc mà viên thuốc thực sự nó là lúc đưa ra vấn đề để mình, nó lúc mà nó thể hiện được cái sức mạnh của nó. Thì cái của em thế, tư duy là mình phải trở thành một viên thuốc. Một viên thuốc, cái mình cho người ta thấy là sự ngọt ngào là cái người ta sẽ đạt được sau khi người ta uống thuốc. Còn cái mình giúp người ta trong khóa học đấy là những cái cách mà viên thuốc nó vận hành. Ví dụ viên thuốc Paradol. Viên thuốc Paradol, nếu mà trong khóa học thì nó sẽ nói Paradol có thành phần là paracetamol, nó giúp bạn hết đau đầu. Thế nhưng khi mình nói với người ta khi hết đau đầu thì bạn sẽ tỉnh táo hơn, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn. Giá trị mà viên thuốc nó đem lại, chứ không chỉ là cái bệnh mà chữa được. Cái viên thuốc nó là trung gian, trong khóa học em sẽ nói về cái thành phần của nó, cách nó hoạt động, nó hoạt động như nào, nó tốt cho người ta như thế nào. Còn ở bên ngoài khi em giới thiệu về nó, người ta sẽ đạt được điều gì khi uống viên thuốc đấy. Em phải đầu tiên là tư duy đấy. Đấy nhá, đấy là xong phần cấu trúc sản phẩm. Xong phần cấu trúc sản phẩm, bên đến cái phần thứ hai, lời chào hàng. Lời chào hàng là cái để mà em có thể nổi tiếng được. Khi mà em nổi tiếng lên thì không thể nổi tiếng suông được. Nổi tiếng suông rất là phí. Em nổi tiếng nó phải gắn liền với sản phẩm của em. Nó chính là những lời chào hàng ở đây, nó nằm ở các chương trình miễn phí. Làm thế nào để người ta có thể tham gia vào chương trình miễn phí đấy của em, làm sao người ta có thể xem được đó, làm nào để em có thể chia sẻ được nhiều giá trị. Thì cái đấy là cái lúc mà em cần tận dụng. Đầu tiên là em xác định cái content của em, em về em xem cái vấn đề người ta là gì, nội dung ra sao, thì em chuyển đổi nó thành những cái nội dung em sẽ chia sẻ. Sau đó từ một cái nội dung em sẽ chia sẻ, ví dụ cách thức của bố mẹ thân thiết với con, em sẽ tạo ra những cái sản phẩm gọi là sản phẩm số. Em đăng lên rất nhiều nền tảng, Facebook em có thể viết bài, ở YouTube thì em có thể là đăng video dài, TikTok em có thể đăng video ngắn. Đó, cùng một công em nghĩ được một nội dung, em sản xuất nội dung mà em đăng lên rất nhiều nền tảng. Hiểu ý không? Thì cái đấy là cái để tăng cái quy mô của em lên. Và cái đấy nó liên quan gì đến sản phẩm em bán, thậm chí cái lời chào hàng. Nó liên quan, nó chính là phải là cái lời chào hàng. Cái sản phẩm miễn phí đấy chính là cái lời chào hàng. Đúng, sản phẩm miễn phí đấy đó là lời chào hàng. Mình không chào hàng được kiểu là tôi có một sản phẩm này bán giá 600.000. Kiểu đấy cũ. Kiểu đấy thì em sẽ bán được rất nhiều, rất ít khóa học. Em muốn bán được nhiều thì lời chào hàng của em nó phải là cái phần viên thuốc mà anh nói. Mình định là tôi là người có nhiều giá trị. Cái phần viên thuốc ngọt, viên thuốc ngọt là cái em nói ra, và viên thuốc đắng là cái em dạy người ta. Cái đấy là cái mà em phải tập trung làm. Wow. Thì đấy, anh nghĩ là bọn em có thế đâu. Wow. Đấy là cái cách thức. Cách thức để mà em có thể bán được một cái sản phẩm, bán được một sản phẩm số, bắt đầu tham gia một cái đào tạo. Tại vì anh thấy là vấn đề của em định đi học anh đầu. Đấy là cái anh đầu đấy. Bản thân anh thì anh đã học gần như khi mà anh tìm thấy anh đầu. Anh mua một chương trình giá cao thay vì mua một chương trình giá thấp. Mặc dù hai chương trình nó tương đối nhau, chỉ đơn giản là một điều anh muốn anh Tàu tham gia vào. Và anh Tàu ấy sẽ phải tham gia trực tiếp tại cái vấn đề của anh. Thì anh sẽ chi trả. Còn về cơ bản là hôm anh nói chuyện với anh Tàu, hôm anh phỏng vấn, anh Tàu ấy có nói một mô hình, thì thực ra mô hình thì anh cũng đã học rồi. Anh học trước, mô hình của anh Tàu dạy anh nằm trong một cuốn sách, anh cũng đọc xong cuốn sách rồi. Và anh thực hành thử năm ngoái,
những vấn đề của anh là scale lên, anh muốn tăng cái quy mô lên. Ba yếu tố mà anh nói với em, giá trị, thời gian, nhân quy mô. Thì anh đang muốn tăng cái quy mô lên, thì cái đấy là anh cần đến tàu tham gia vào. Thì đấy là khi mà mình khi mà anh làm điều đấy thì bản thân anh khi mà cấu trúc lại sản phẩm, anh cũng thấy là thực sự cái sản phẩm này khi mình tạo ra một khóa học là không phải những cái mình biết, mà mình phải tìm hiểu xem là mình giải quyết được vấn đề gì của người ta, mình đóng vai trò viên thuốc như thế. Đó, nó là như thế. Còn chừng nào khi mà em có được sản phẩm, hoặc là em bắt đầu có tư duy làm sản phẩm, hoặc là em sẽ hành động luôn, thì em có thể tìm hiểu thêm về các cái phương án làm sao để em có thể biết cách là tạo ra những sản phẩm số, ví dụ như là video chia sẻ kiến thức, có thể là những cái cách viết content, có thể là những cái lời chào hàng hay, thì lúc đấy là lúc em nên đi học, hoặc là những cái cách để em có thể phát triển ở trên nhiều nền tảng hơn, phát triển là trên TikTok, trên Facebook, trên YouTube, phát triển cách thức em làm nội dung đó, từ một, bởi vì tư duy của em là tư duy đi dạy, đi dạy học, tư duy chuyên gia. Còn tư duy của bọn anh là tư duy về dân marketing. Bọn anh biết cách viết, bọn anh biết cách truyền đạt thông tin, bọn anh hiểu về các nền tảng, thì cái đấy là cái nghề của bọn anh. Đó, cái nghề của em là cái nghề mà em tạo ra cái sản phẩm như thế, thì anh vừa hướng dẫn em một cách nó chuẩn hơn về việc là cấu trúc sản phẩm, đúng không? Còn khi nào em bảo là bây giờ em có sản phẩm rồi, em hiểu được vấn đề, như của anh rất hiểu vấn đề khi học anh đầu. Tại vì sao anh không mua khóa 10 triệu mà anh mua khóa 150 triệu, 200 triệu. Đấy là anh thực sự hiểu được vấn đề của anh đi tìm khóa học. Nó cũng giống như câu hỏi lúc nãy, anh hỏi em là nếu anh giúp em kiếm được 150 triệu một tháng, em có sẵn sàng em chi cho anh 150 triệu không? Em ở để em xem nha, tức là em đang chưa thực sự hiểu vấn đề của em. Khi mà em đã biết vấn đề của em rồi và có một người đã chắc chắn cho em là em sẽ làm được việc đấy, thậm chí nếu không làm được người ta trả lại cho em không mất thì em vẫn đắn đo, thì chứng tỏ là em đang chưa thực sự hiểu vấn đề của em và em chưa biết được mong muốn của em thực sự là gì. Vì thế nên anh sẽ không tư vấn nhiều về cái phần là làm sao cho em nổi tiếng được, làm sao cho em có thể tăng quy mô lên. Thì em cứ về nghiên cứu xem là cái sản phẩm mình ra sao và mình mong muốn thực sự mình mong muốn như thế nào. Còn mô hình kinh doanh, để cần xác định lại cái điều đó. Mô hình kinh doanh là cái mà người chỉ cho em. Trong tương lai thì em chỉ cần làm đúng một thứ, nó là một hệ thống bán hàng tự động. Em bỏ vào một đồng, nó sẽ chạy ra cho em 2 đồng. Việc trong tương lai của em khi mà em làm được những thứ như anh nói là em chỉ việc suy gọi là tối ưu chi phí em bỏ vào và tối ưu anh thua kiếm được, còn lại em sẽ không phải làm gì nữa. Quan trọng nhất là cái sản phẩm mình có và cái cách mà mình. Ví dụ như anh hiện tại, anh Hải hỏi anh tạo này dạy dỗ là thực tế anh đâu có dạy ai, nhưng mà anh vẫn có đồng tiền hàng tháng, anh có một sản phẩm rồi, anh có các bạn chăm sóc khách hàng rồi. Chứ là anh hiện giờ anh có cái khóa học là cái sản phẩm duy nhất đấy của anh. Anh có sản phẩm của anh, anh có nhiều sản phẩm lắm. Anh bán sản phẩm từ sản phẩm miễn phí anh có, sản phẩm vài triệu anh có, sản phẩm vài trăm nghìn anh cũng có, anh có hết, anh có từng bậc cho người ta mua. Và tất cả những thứ đấy đều có thành công thức. Và chắc chắn là nó phải chuẩn. Đó. Các bạn sale nhà anh thì các bạn sẽ thay thế cho anh luôn. Mỗi một bạn sale nhà anh thì khi mà đi chăm sóc khách, các bạn gần như phải làm bạn với khách. Phải làm bạn với khách. Và các bạn phải giải quyết vấn đề của khách hàng. Thì các bạn cũng phải học. Sale nhà anh không phải là sale bố bận. Sale nhà anh không chỉ bán hàng. Sale nhà anh là phải giúp đỡ được khách hàng. Các bạn phải của TikTok. Có thể là các bạn không làm được vì lý do của các bạn thôi, nhưng các bạn phải biết kiến thức, bắt buộc phải biết hết tất cả những kiến thức mà anh đào tạo trong khóa học đấy. Để khi khách hàng cần là họ hiểu sản phẩm, họ sẽ có câu trả lời tư vấn, họ sẽ là người thay anh tư vấn cho khách hàng, thì anh cũng sẽ chia sẻ lợi nhuận cho họ. Có anh sale với anh có thể chia sẻ hoa hồng lên đến 25-30% cùng một chương trình đào tạo. Đến là cái thứ mà rất khó xuất hiện những cái ngành khác. Những ngành của anh, các bạn đã giúp anh rất là nhiều. Các bạn đi bán hàng. Nói như là làm thay nhiều thứ đó anh. Làm thay hết. Các bạn làm thay hết. Cái việc của anh là đầu tư. Thì tức là kiểu chú nhân bản của bạn ấy ra cũng như chú luôn. Đúng rồi. Việc của em là, việc của anh là sau này em cũng thế. Khi mà làm đào tạo, em thời gian của em có hạn, sức của em cũng có hạn. Em không thể nào em giặt cổ em nói cả ngày được.
đến một thời điểm đấy người em sẽ xuống cấp rất nhanh. Ví dụ như anh đã rơi vào tình trạng xuống cấp. Năm ngoái có những ngày anh nói liên tục nói khoảng 9 tiếng, nó không giống như kiểu các thầy cô nói trên lớp. Mà mình nói, mình dạy người ta, mình phải hùng hổ lên cơ. Bật năng lượng. Mà em mình giúp nói, em là cô giáo cũng nói 3-4 tiếng cũng mệt rồi. Một ngày nói 9 tiếng, nói như kiểu hùng hổ, không có sức. Người mình nó sập sệ rất là nhanh nhiều lúc. Buổi tối nói xong đứng dậy mắt hoa, không nhìn thấy gì, chỉ muốn sấp vào. Sức mình không phải có. Thế nên làm thế nào mình trao cho người ta cái công thức đấy, cái giá trị đấy, người ta nhận được đúng như thế và mình giảm cái công sức đi, thì cái câu chuyện của người làm kinh doanh là tôi bỏ một đồng chi phí, tôi nghĩ người ta mong rằng hai đồng doanh thu. Em cũng đã từng ở trong những cái giai đoạn nha, cách đây trước dịch ấy, em cũng mới là dạy trực tiếp, khi mà mọi người biết đến mình nhiều thì mình mở được rất nhiều lớp. Lúc em mở 4-5 lớp tiền tiểu học, mỗi lớp chỉ có 16 bạn thôi, để chất lượng là tốt đấy. Và dạy nói chung là ngày nào cũng dạy đến 10 giờ đêm, 9 rưỡi. Mình cảm thấy quá là mệt mỏi, mình cảm thấy rất nhiều tiền nhưng không vui nữa. Không vui nữa. Mình cảm thấy là thấy nhiều lúc thấy ngại dạy là thấy mệt đi. Thế quá mệt rồi. Thế là em muốn là có một cách nào đó để mình có thể trao giá trị, nhưng mà đấy, cách đấy. Đó thì em đang tìm hiểu. Đấy là cách. Đang tìm hiểu. Đấy là cách. Thì làm đi. Vâng. Anh thì thật sự là thôi, có duyên. Dạ. Với cả ông Hải ông cũng chơi với anh. Dạ. Thì mình có chuyện nói chuyện với nhau. Dạ. Còn nếu mà thực sự em muốn tham gia vào, anh tham gia vào, thực sự mà em muốn là em có thể đi nhanh, thì bản thân em phải quyết tâm trước. Dạ. Rồi mình mới có buổi sau mình nói chuyện với nhau. Dạ. Còn không thì anh cũng chia sẻ thật, chỉ có buổi hôm nay thôi. Vâng. Bởi vì mình cũng phải tôn trọng thời gian của nhau. Vâng. Thế nên là anh cần, cái quan trọng nhất là mình thực sự muốn làm việc đấy. Ừ. Thực sự muốn làm việc đấy. Còn cái câu chuyện mà lúc nãy anh hỏi em là em sẵn sàng chi trả không, thì tự sẽ muốn làm không. Tiền, cái khoản tiền đến không có đề của anh. Ừ. Thì em về em xem cấu trúc của sản phẩm. Và mình thực sự mong muốn mình làm việc đấy. Ừ. Mình có thời gian, mình có công sức, mình có khoản chi phí để mình đầu tư cho cái việc làm đấy. Bởi vì nó sẽ là một mô hình kinh doanh. Ừ. Em chuyển bước từ cô giáo sang làm kinh doanh, em phải có những cái để và làm kinh doanh thì chắc chắn nó có may có rủi, nó có thắng có thua, thì mình phải có những khoản tiền để mình dự trù những khoản thua của mình. Và anh chỉ là người gọi là giúp được em bớt thua đi, hoặc là giúp được em tiết kiệm được cái thời gian để mà em đến đích nhanh hơn, thế không? Nó rõ ràng và rành mạch nó là như thế. Để xin tốt về đi rồi.